Nhạc sư Hải Linh được xem là một trong những tên tuổi lớn của nền thánh nhạc Việt Nam và là một trong những người có công đầu trong giai đoạn khai sáng nền thánh nhạc Việt Nam trong những thập niên 40, 50, 60. Ông đã sáng tác khoảng 300 tác phẩm và trong số đó có rất nhiều bài hát mà chúng ta vẫn hát hoặc được nghe đi nghe lại nhiều lần, chẳng hạn như Tán Tụng Hồng Ân, Tiếng Nhà Khoai Hùng, Nữ Vương Hòa Bình, Vinh Danh Thiên Chúa và đặc biệt là bài Hang Bê-lê. Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe những cung bậc êm ả, mềm mại của nhạc phẩm Vinh Danh Thiên Chúa qua phần thể hiện của tốp ca Ca Đoàn Francisco. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa xuân đem bình an cho nhân loại. Về âm thanh, ánh sáng và những anh chị em lo về truyền thông, chúng ta một lần nữa chúng ta tay cảm ơn tất cả sự đóng góp đó. Chúc mừng anh chị em. Xin Chúa tỏa nắng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an. Con xin cảm ơn con sư. So deep, nowhere.